Hôm nay con phải phải nói cái chuyện này ra, bởi vì là sự lợi ích của pháp môn Quán Âm mà con không nói thì con không thể nào mà yên ổn để mà. Something good? Vâng ạ, rất là tốt ạ, nhưng mà hôm nay con Okay. muốn chia sẻ về những Sorry. chuyện mà Yeah. vâng I will translate later if I can. Yeah, tell me. có thật của pháp môn Quán Âm nhà mình. Từ lúc mà con mới bắt đầu biết được pháp môn mà chưa có phương tiện mà con cũng chưa biết tên sư phụ, con chỉ mới đọc sách thôi thì là con đã có được được những cái thể nghiệm của sư phụ rồi. Lúc mà con nhìn thấy ảnh linh ảnh của Phật Bà Quan Thế Âm, của Phật Tổ Như Lai thì con bảo là nếu như phải là sư phụ Thanh Hải thì sư phụ sẽ ra hiện ra cho con. Sư phụ lại ra đúng cái hình mà Phật Tổ Như Lai. Đấy là cái thời mà con chưa phương tiện. Thế rồi khi mà tiếp đến đấy, được ngày nào con cũng đọc sách sư phụ và con thấy ngày nào sư phụ cũng đến và con chỉ muốn tâm ấn thôi. Thì sư phụ có một hôm thì sư phụ con đang ngủ thì sư phụ mở mắt trí huệ cho con và con nhìn thấy ánh sáng. Ngày nào con cũng có ánh sáng, con không ngủ được vì ánh sáng. Một hôm con bảo thôi hôm nay sư phụ cất ánh sáng cho con ngủ, mai rồi sư phụ lại cho con xem. Thì là sư phụ cũng cất luôn. Nhưng đến khi con được truyền tâm ấn, ngày đầu tiên con truyền tâm ấn, con cũng đêm hôm đấy là đêm mà con ngủ, chưa bao giờ có một giấc mơ ngủ như thế. Con không biết là con ở cái chỗ nào nhưng mà khi con tỉnh dậy con như một cái hạt sương ở trong cái đóa sen thôi, rất là nhẹ nhàng, không bao giờ có được như vậy. Khi con thiền truyền tâm ấn xong được 5 ngày con về, con thiền khi mà ngủ dậy, đang thiền xong rồi, đi vào vừa nằm xuống, sư phụ đến, sư phụ bảo đi. Con bảo là con đang ngủ mà sư phụ. Sư phụ bảo đi, thế là sư phụ hãy con lên và cho con đi bay luôn đến tối, rất là tối và sấm chớp rất là nhiều và có mưa. Con bảo là sư phụ ơi, mưa. Sư phụ bảo không phải mưa đâu, đây là nước cam lồ đấy, uống đi con. Con vừa mới nghe thấy nước cam lồ con uống rất là nhiều, uống bao nhiêu. Đến khi mà cô con uống, sư phụ bảo là không phải không không sao đâu, con cứ uống đi, không hết được đâu. Lúc đấy con mới uống no rồi con tỉnh dậy. À, con cảm thấy từ lúc đấy tiếp đấy là đến khi con được truyền tâm ấn được đúng 5 tháng, đến đến khi mà con được 5 tháng đi thiền tâm ấn, đi thiền ở châu Âu ở Pháp. Đến hôm thì cô đồng tu ở tàu cô mới khoe với con là hôm nay tôi nhìn thấy hóa thân của sư phụ thích quá. Con mới buồn, con bảo là thế là mình không thành tâm bằng cô ấy rồi. Con rất là buồn. Con ngồi con thiền thì lúc sau thì sư phụ lại cho con thấy. Mới đầu con thấy hình con gấu. Xong mà sậy sao lại gấu. Xong rồi con nhìn thấy mắt của sư phụ. Rất là to bên mắt trái. Và cười. Nhưng mà mắt lại to như mắt trâu sư phụ. Xung quanh là ánh sáng. Toàn bộ là ánh sáng. Lúc đi xong thể nghiệm đấy thì con biết là đấy là pháp tướng của Phật Như Lai. Vì nói rằng là bạch hào uyển chuyển ngũ tu di tám mục chừng danh tứ đại hải, thì con nói đấy là Phật Tổ Như Lai là sư phụ chính xác rồi. Đến khi con về con thiền lại tiếp tục, đến khi mà trước khi con đi Mỹ cái năm 98 ấy, hôm đấy con vừa mới thiền con thấy sư phụ đẩy cả một cái quả đất, cả cái trái đất nhà mình, cả cái trái đất này. Lúc ý là con cũng không biết cái tin đấy đâu, nhưng mà một mình sư phụ đẩy cái trái đất này không bị va vào cái một cái vật thể gì đấy thì con không biết, nhưng mà một mình sư phụ làm, sư phụ từ ngoài đẩn vào. Và con đến khi sáng ngủ dậy thì con trai con bảo mẹ ơi, tivi vừa mới phát là trái đất vừa mới thoát nạn, không có thì bị va vào một cái mảnh sao. Con mới Comet, biết rằng vâng, lúc ý con the mới biết. comet, right? The comet. Đụng Thiên vô cái những thiên thần cái tinh tinh thể trên trên vâng trời mà. vâng thì lúc ấy con bảo là thế này mà người ta không thể biết được là tại sao, lý do vì sao mà lại trái đất lại được được cứu như thế, không biết được là sư phụ đã làm tất cả. Khi mà con tỉnh dậy thì cái phòng con nó sáng trưng toàn ánh sáng, hoàn toàn là rất là nhẹ nhàng của sư phụ, hoàn toàn lúc đấy là
là sư phụ ở đấy đi ra. Con cũng không biết, con thích, con nằm mãi, con hưởng thụ cái điều đấy. Đến khi mà con tiếp tục đến khi mà sư phụ cho thiền ở Nam Phi cái hồi đấy đấy. Con lúc ấy, bởi vì là ở ngoài chợ đấy nó bị cháy mà, con ra con chỉ nói mỗi câu, tại vì là nếu mà tốt thì sư phụ để, mà không tốt thì sư phụ làm gì cũng được, con đi về. Thì khi mà cháy hết hàng hóa thì con đi về cũng vui vẻ, chả có vấn đề gì cả, và con lại đi tiếp thiền ở Nam Phi. Nhưng trước khi đi thì hôm ý, cái thể nghiệm của con ấy, nó bay như là tên lửa luôn, bóng phóng rất mạnh ra khỏi, và ngừa ra thì con như là bị rách mũi, mình tai con như hở chỗ nào là rách hết, sợ. Đến lúc con tỉnh dậy, con ôi trời, con phải sờ vào da thịt con xem có còn không. Đến lúc mà vẫn còn nguyên. Đấy là năm 98. Trời, nhớ kỹ. Và con đến năm 2000, đến khi mà thế giới sắp có cái vấn đề thì sư phụ tổ chức ở Thái Lan ấy. Hôm đấy thì lúc mà sư phụ làm pháp, tất cả đều đọc niệm thán tán tụng kinh đấy, con cũng cùng hát cùng với sư phụ đêm hôm đấy. Thì buổi sáng con có thể nghiệm là con được đi uống rượu bồ đào tận trên cao. Con uống thì đang uống vui vẻ thì một vị bảo là rồi chỗ này sướng quá, chẳng có thời gian không gian gì cả, tha hồ uống rượu. Con vừa mới nghe thấy không có thời gian không gian, quả thực ta phải về cái cõi có thời gian. Thế đúng lên lúc đấy thì con nghe tiếng gõ cửa đánh thức dậy, nhưng mà không phải là gõ cửa mà đúng là bên trong thôi. Vâng, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Con có rất nhiều thể nghiệm đến khi mà năm 2000, mà con cứ tích tụ mãi. Hôm nay con phải nói rất nhiều, con còn nhiều lắm, con phải nói hết. Thôi, hôm nay ra hết rồi. Chưa hết. Ông hỏi viết ra viết ra xong rồi đăng báo cho coi, cho mọi người coi. Đến khi mà chứ nói biết bao giờ mà hết. Vâng. Hả? Vâng. Ok. Vâng, con phải tiếp một điều nữa là khi mà mở nhà hàng nữa. Khi mở nhà hàng đến lần cái thứ, tại vì tất cả là giáo lý của sư phụ, có cái gì khi mà tâm ấn sư phụ nói gì là có hết. Có 100%. Không sai một tí gì hết cả. Khi mà con làm nhà hàng Loving Hood đến cái thứ tư thì hôm đấy là con rất là mệt mỏi, bởi vì là không hiểu sao có cái áp lực gì rất là mệt. Thì con mới bảo là sư phụ ơi, hôm nay trực tiếp làm thế nào cho tiếp cho con một cái sức mạnh để con không chán. Thế là sư phụ đêm hôm đấy cho con luôn cái thể nghiệm là ở trên trời, trên mọi, cứ hét tiếng con thôi, la tiếng hoa hoa và hét và cười rất là ổn ầm ĩ. Con chạy đến đâu thì cũng ném đất chặn đường con cứ chắn thì cứ bị ném. Đến khi con mới biết ra là các vị thánh ở trên trời rất là vui và mừng cho con, thì con mới cầm bảo ô thế thì mình phải cầm những cái nắm đất này về để gia trì. Đấy. Thì con muốn nói là tất cả những gì sư phụ nói là đều có thật hết, không có một cái gì là sai cả, nếu như bên trong mình luôn luôn là thấy sư phụ. Đến khi mà con mở cái nhà hàng thứ sáu thì cái hôm đấy tất cả các bạn thú vật lần lượt từng bạn đến chào con. Đây là con muốn chia sẻ với cả sư phụ và cả các đồng tu, là sự thật là rất là lợi ích cho các bạn thú. Lần lượt mỗi một bạn vật đều đến để chào và chào theo mỗi cách, mỗi con có một cách chào riêng. Nhưng mà đến cuối cùng con chim thì con tung nó lên và con đùa với nó. Và bạn cuối cùng là bạn chó, một bạn chó đến là ở với con lâu nhất. Đấy, là con vui với nó nhất. Đấy là cái thể nghiệm về sau. Còn cái năm mà còn một cái năm mà 2001 ấy, con ngủ translate. Mơ con chết và cả thế giới cùng chết. Con bảo tại sao mà lại tất cả đều chết mà lặng như là sắt như thế này. Thì lúc ấy tất tất cả dần dần cái âm thanh bắt đầu có âm thanh,
và âm thanh làm sống hết tất cả từ người đến cây đến vạn vật, thì lúc con biết ra là tất cả đều cái sự sống của cả cái vũ trụ này là âm thanh, và âm thanh chính là sư phụ chính là sự sống của tất cả toàn thể vạn vật trong vũ trụ này. Mà con muốn nói cái điều này thật sự là không có âm thanh thì chúng con không thể cựa quậy và cũng không thể đi lại và cũng không có sự sống ở trên cái thế giới này. Và sư phụ chính là âm thanh và chính là tình thương, mà chúng con hoàn toàn sống bằng cái tình thương này của sư phụ. Đây là những cái điều mà con thấy hết. Con cảm ơn sư phụ đã ban cho chúng con cái thiền đường này, là cái mà tốt nhất trên cái hành tinh này. Bởi vì mỗi một lần con đến đây, con đều được sư phụ gia trì con rất là nhiều. It's good. Vâng. Biết tình, được thì tốt. Tình thương của sư phụ cho con tất cả. Vâng. Okay. Còn nhiều lắm nhưng mà... Nhiều lắm là... con nhiều, vâng. Okay. Nhưng mà con không nói được. Nếu không kể hoài không có hết đâu. I don't remember. Just many things that she has so much experience from inside. The last two I remember. The other is more personal. The last two I remember, like she said last time when she didn't know anything about the comet. Comet. Tiếng Việt nói gì hả? Comet. Phải sao chổi hả? Okay. She didn't know anything about that because, and then she dreamed, as in her meditation, she has experienced that master, you know, your master has pushed the earth away so that it doesn't hit that comet, and only one, she's alone, does that, and then so the whole earth has been saved. She didn't know anything. And then when after she wake up, she talk longer, but I make it short, okay? Can't remember much of detail. And then when she wake up in the morning, her son told her, "Oh, mother, we are lucky. On the news, they say that the earth has so lucky been escaped this disaster from the comet that day." And then she knew that is what. And she thought to herself, "Oh, nobody knew that the master have saved the planet." Something like that, okay? And the second, the last one, she talked about something that she experienced, cái gì mà biết thành mình là Quan Âm, mình là, tại sao mà có cái thể nghiệm đó? Tự nhiên thôi, từ lúc mà con thiền xong, thì con trong thiền là con thấy được là cái trái đất mà sư phụ một mình sư phụ đẩy. À, rồi nhưng mà cái sau này, cái sau cùng âm thanh ạ, âm sau thanh cùng, mà sau... khi mà con mơ con thấy được toàn thế giới và toàn vũ trụ, coi như là sắt luôn, coi như là chết luôn tất cả người và các vạn vật trong vũ trụ. Khi mà con bảo ơ tại sao lại chết tất thế này, thì bắt đầu âm thanh rất nhỏ dần và bắt đầu lớn dần, thì tất cả mọi người đều cử động và tất cả cây cối đều sống. Okay. And another experience she has is that she saw that the whole world is dead. Everyone is dead. All beings dead. And she was thinking, why is everything is dead like this? And then suddenly she heard the sound, you know, the inner sound. It came into the world, you know, very light, very, I would say, low, huh? Very subtle in the beginning. And then it became louder and louder and louder. And then all the being are dead, came back alive again. And then she inside her knowledge, she knows that if there's no of this sound, no sound, then nothing can exist on this planet. And then she thinks, I am that sound. And I am the life of every being on this planet. In her knowledge, in inside knowledge, that she received that knowledge. Short. And the other one, so many, I can't remember. But I think for other people's sake, maybe later they make subtitle, they translate one by one sentence is better. Okay?
because he talks long already, and if I translate it as well, then it's all good experiences, you know, for her personal as well as universal. And she thanks me for blessing her with so many experiences. And for this center, because whenever she comes here, she feels such a blessing all the time. Yeah, that's it. It's better somebody else translate it. Otherwise, you think I make it more glorious. No, I didn't. I make it less already. Okay. Thank you. Thank you, Hoa. Cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Không có gì đâu. Tại vì sự sống của tất cả sư phụ là hoàn toàn là sự sống của chúng con. Nếu như sư phụ không có sư phụ thì chúng con không thể đi lại và không thể cự. Đây là cái thể nghiệm của con. Yeah, she said là tình thương. If the master doesn't exist, then nobody can even have any movement on this planet. Nothing can move. That's what she said. Could not even walk around. That's what she said just now. And she just thanked the master for that. Your master. Yeah, she thanked your master for that. Okay. Well, everyone has different experiences, và, you know, and I'm glad that you're happy. Yes. Và sư phụ, âm thanh chính là tình thương và con cũng cảm ơn sư phụ rất nhiều là sư phụ bảo vệ chúng con bằng chân lý. Cái chân lý này cũng lại là tình thương sư phụ. Tất cả đều là tình thương. Và sư phụ, con cũng mừng là vừa rồi sư phụ đã sinh ra, chính sư phụ là người sinh ra tất cả những cái trái đất mới. Là người sư phụ là người sinh ra trái đất bằng tình thương. Tất cả những cái tư cua trẻ của sư phụ là sư phụ sinh ra một lúc. Tất cả và sư phụ cũng chăm sóc các cái vũ trụ nhỏ đấy và trẻ đấy là bằng tình thương của sư phụ. Dụ sinh ra tất còn hãnh diện và còn rất là sung sướng con được làm con của sư phụ. Đây là con thật sự là con thấy thế. Con cảm nhận được hết và con cảm ơn và tất cả đều cho con từ cái nơi này để con biết được những điều đấy. Mỗi một lần con đến đây là một lần con biết được thể nghiệm đều từ đây. Vâng ạ. Còn it's good. Yeah. It's good. Nếu được vậy thì tốt. Ha? Nếu mà được thể nghiệm vậy thì mình sung sướng là tốt. Okay. Mm. She just thank your master again for her love because she thinks the master is the life of everyone and new planet, new world as well because of love. Yeah. That's what she said. Okay. More or less like that. All right. Anyone else? Thôi được rồi nha Hoa, nói hoài không hết đâu. Viết ra đi. Viết nguyên cuốn sách đi. Okay. Nên rồi biểu Mẹo Lý in ra. Người nào muốn viết thể nghiệm của mình mà đem in ra cũng được. Ok. Hoặc là viết trên internet cho người ta coi. Hả? Ok. Viết cho con viết. Hả? Ok. Dạ vâng ạ. Ok, hiểu rồi. Được, viết.